Em chào các bác đã quay lại với kênh của siêu thị điện máy Ecomart. Trong video ngày hôm nay thì em sẽ quay cho các bác cách sử dụng đối với chương trình sấy tiết kiệm đối với dòng máy sấy bơm nhiệt của Electrolux model là EDH804H5WB. Đối với chương trình sấy tiết kiệm thì số cân áp dụng cho các bác sẽ là 8 cân đồ, sử dụng chủ yếu cho sấy đồ khô đối với đồ vải cốt tông, tiết kiệm điện năng một cách tối đa nhất các bác nhé. Trên bảng điều khiển các bác có thể nhìn thấy máy sẽ chia cho các bác các chương trình sấy phù hợp với từng chất liệu đồ vải. Thì khi mà mình sử dụng chương trình sấy tiết kiệm, mình hãy bật cho em cái nguồn lên này, xoay về chương trình sấy tiết kiệm này. Ở đây các bác sẽ thấy là mức độ sấy mình sẽ không điều chỉnh được, thời gian sấy mình cũng sẽ không điều chỉnh được, chương trình sấy đảo chiều cũng sẽ không áp dụng đối với chương trình sấy tiết kiệm nhé. Nên là khi mà sử dụng chương trình sấy tiết kiệm, các bác phải sử dụng rất là đơn giản luôn, chỉ việc bật nguồn, chọn chương trình sấy tiết kiệm rồi bấm chạy cho em là xong. Đây là cái đèn để báo khi mà các bác có lỡ quên đồ ấy ạ, thì mình có thể bấm nút tạm dừng để cho thêm đồ vào hoặc là lấy bớt đồ ra nhé. Chương trình tăng cường chống nhăn ở đây là khi mà kết thúc chương trình sấy rồi, các bác có thể, ví dụ như các bác đi đâu đó mà bận không lấy đồ ra luôn ấy ạ, thì cái tăng cường chống nhăn này sẽ hoạt động khi mà máy sẽ 1 phút đảo vòng 1 lần trong vòng 3 tiếng cho các bác để giảm nhăn quần áo các bác nhé. Thời gian ở đây là thời gian dự kiến, máy sẽ có cảm biến độ ẩm nên là khi mà có quần áo khô rồi máy sẽ tự động dừng lại khi mà có đồ khô các bác nhé. Nên là các bác hoàn toàn yên tâm ạ. Đây là bộ lọc bụi mịn và sơ vải đối với dòng máy sấy bơm nhiệt. Thì độ tầm 3 đến 4 lần mình sử dụng, mình hay tháo cái bộ lọc này ra vệ sinh giúp em. Tháo ra vệ sinh thì sẽ giúp cho lọc quần áo của mình sạch hơn, thơm hơn, máy sẽ bền hơn và hoạt động tiết kiệm điện hơn các bác nhé. Trong video ngày hôm nay thì em đã quay cho các bác cách sử dụng đối với chương trình sấy tiết kiệm đối với dòng máy sấy bơm nhiệt của Electrolux model là EDH804H5WB rồi. Để tham khảo thêm về cách sử dụng các chương trình tiếp theo, các bác hãy chờ video sau ạ. Em cảm ơn các bác.